Yaman chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số. Tài năng trẻ người Tây Nha tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ Barcelona với những màn trình diễn siêu hạng. Trong trận thắng đậm 5-1 trước Villarreal, Yaman một lần nữa tỏa sáng với pha kiến tạo đẳng cấp. Phút 83, từ một tình huống tưởng chừng như đơn giản, Yaman khiến cả sân Estadio de la Ceramica phải trầm trồ. Với một cú Chivela kỹ thuật, nhà vô địch Euro 2024 đưa bóng vào đúng tầm chân của Rafinha, mở ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Pha bóng này cho thấy sự tinh tế và khả năng quan sát tuyệt vời của cầu thủ 17 tuổi. Tình huống chuyển đổi trạng thái tấn công hay của Barcelona được Rafinha kết thúc với pha dứt điểm gọn gàng làm tung lưới thủ thành Diego Conde. Tỷ số được nâng lên 5-1 cho đại diện xứ Catalonia. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không ngớt dành lời khen cho Yaman. Họ cho rằng tài năng người Tây Ban Nha đang chơi thứ bóng đá phi thường, vượt ngoài những gì tưởng tượng với một cầu thủ chỉ mới 17 tuổi. Với 3 bàn và 5 kiến tạo sau 6 vòng đấu tại La Liga mùa năm 2024-25, Yaman có mùa giải bùng nổ. Số liệu thống kê cũng cho thấy, thần đồng của Barcelona vượt qua Kevin De Bruyne về số pha kiến tạo trong năm 2024 tính ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, 18 so với 17. Điều này càng khẳng định tài năng thiên bẩm của Yaman. Trước Villarreal, Yaman nếu may mắn hơn đã có thể điền tên lên bảng điện tử dành cho người ghi bàn. Đầu trận, số 19 của Barcelona thực hiện pha cứa lòng tuyệt đẹp, đánh bại thủ thành Conde nhưng đáng tiếc bóng lại đập trúng cột dọc. Ở trận này, Robert Lewandowski, cú đúp, Pablo Torre và Rafinha, cú đúp, ghi bàn giúp Barcelona nghiền nát tàu ngầm vàng biệt danh Villarreal. 3 điểm có được giúp đại diện xứ Catalonia xây chắc vị trí đầu bảng với 18 điểm sau 6 trận toàn thắng, hơn đội xếp thứ hai là Real Madrid khoảng cách 4 điểm. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia phải trả giá bằng chấn thương nặng của thủ thành Marc-André Ter Stegen. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết ngôi sao người Đức bị tổn thương gân bánh trẻ gối phải, khả năng cao nghỉ hơn 9 tháng. Đây là một tổn thất lớn cho Barcelona trong phần còn lại của mùa giải. Yaman, tài năng trẻ của Barcelona, tiếp tục gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn xuất sắc trong trận thắng đậm 5-1 trước Villarreal. Cầu thủ 17 tuổi này đã có pha kiến tạo đẳng cấp bằng cú Chivela, góp phần vào chiến thắng của đội bóng xứ Catalan. Yaman đang có một mùa giải bùng nổ với 3 bàn và 5 kiến tạo sau 6 vòng đấu. Barcelona củng cố vị trí đầu bảng La Liga với 18 điểm sau 6 trận toàn thắng. Tuy nhiên, đội bóng phải đối mặt với tổn thất lớn khi thủ thành Marc-André Ter Stegen dính chấn thương nặng, dự kiến phải nghỉ thi đấu hơn 9 tháng.